Vâng, nếu như anh chị nào mà đang cần một cái mẫu sedan hạng D với cái không gian nội thất rộng rãi, thiết kế trẻ trung năng động và đầy đủ option mà một cái thương hiệu rất là bền bỉ nữa thì em nghĩ đây cũng là một sự lựa chọn nhé. Chiếc Mazda 6 được sản xuất năm 2018 này của em được mang biển số Hà Nội nhé. Đây, sau đây Tuấn sẽ đi đánh giá luôn tổng quan về phần từ động cơ, máy móc cho đến hệ thống thân vỏ rồi bên trong nội thất. Đây, xin mời anh chị. Rồi đầu tiên mình sẽ ngắm nhìn luôn cái phần khoang động cơ của chiếc Mazda 6 bản 2.5 Premium nhé, bản cao cấp nhất của Mazda 6. Tất cả mọi chi tiết còn nguyên bản hết nhé. Tất cả những cái chân ốc này vẫn còn vàng ươm, không một vết cờ lê vặn nhé. Máy vẫn sáng rực luôn ạ. Tất nhiên là bên em về sẽ vệ sinh cho nó sạch sẽ, nhưng mà vệ sinh hay không thì ở cái chất máy này, từ trước các chi tiết nó sáng hay không. Đấy, máy lâu ngày nó sẽ xỉn, chạy nhiều nó sẽ xỉn. Rồi, cái tấm cách nhiệt này, chân ốc bản lề cabo vẫn còn zin nhá. Rồi bây giờ bắt đầu đi đánh giá tổng quan cái phần thân vỏ của chiếc xe này. Anh chị nhìn cái mặt cabo chưa? Nó căng mọng, nó phẳng phiu, không gợn sóng gì cả. Đây, chủ xe này cũng sơn luôn cả vành đen rồi nhé. So với cái đời một đời một chiếc Mazda 6 2018, chiếc này phải nói là chủ xe đi rất là dữ. Xe chạy 33.000 km nhé, tức là 3.3 vạn quý anh chị ạ. Đồ nghề nguyên bản. Ở trên phiên bản này cũng được trang bị toàn bộ phía sau, cảm biến phía sau này, camera lùi. Và có một điểm nữa là chủ xe này cũng đã lên một số những đồ chơi cho đủ rồi. Ví dụ phía sau độ nippo này, nippo đôi này. Rồi trang bị camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp. Đây, phía trước này là cái phần mặt ca lăng phía trước này cũng đã được độ lên các cái hạt chrome rất là đẹp rồi. Còn bản thân là nó của phía trước cũng được trang bị các cái cảm biến cảnh báo va chạm phía trước, camera trước là camera 360, đèn toàn bộ đèn full led nhé, full led và có giải đèn led ban ngày. Camera trên gương. Nếu như anh chị em nào mà hay xem kênh của em thì mình sẽ đánh giá qua một số những hình ảnh này, cũng nắm được sơ sơ về chất lượng của chiếc xe này rồi. Và tất cả những chiếc xe về cửa hàng bên em bao giờ cũng cam kết với quý anh chị là xe không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản. Mazda 6 bản Premium nhé, bản cao cấp nhất 2.5.
màu hợp cho các bác như là mệnh thủy, mệnh mộc đều được. Đặc biệt cho các bác mà mệnh mộc thì cái màu đen này rất hợp. Màu đen để mang cái mệnh của là mệnh thủy, mà thủy thì dưỡng mộc, cho nên là anh em mình có thể mệnh mộc chọn cái màu đen này cũng rất hợp lý. Ở trên phiên bản premium, bản cao cấp nhất này thì được trang bị như là loa của nó là loa Bose. Ghế là ghế lái chỉnh điện và có nhớ hai vị trí. Ở trên phiên bản này thì được trang bị rất nhiều các cái công nghệ về an toàn. Cảm biến này, cân bằng điện tử này, cảnh báo điểm mù, tức là trên gương nó sẽ nháy nháy này, tự động ngắt động cơ. Chủ này cũng là một chủ nữ nhé, đính những cái hạt kim cương điệu đà phết. Cả cái nút bấm để start top cũng để cũng ấy luôn. Cân bằng điện tử, cảm biến, cửa sổ nóc, cửa sổ trời này, màn hình này, màn hình điều hòa tự động, hai vùng độc lập, có cửa gió cho hàng ghế phía sau, phanh tay điện tử này, chế độ lái sport thể thao này. Để start top chủ cục độ luôn. Vô lăng thì tích hợp ga tự động cruise control, lẫy chuyển số trên vô lăng, cụm đèn pha và gạt mưa đều auto hết nhé. 7 túi khí, túi khí vòng quanh xe luôn ạ. 33.000 km này. Đấy. Nhìn chung là nội thất chiếc này còn rất là khá. Phiên bản premium này, từ cái phiên bản cao cấp nhất này, nó còn có một cái nữa, đó là đây phiên bản premium bản cao cấp này, nó có cái HUD kính này, HUD hiển thị tốc độ trên kính này. Bộ này bộ cảm biến áp suất lốp nhé, chủ xe lắp thêm. Đấy. Nhìn chung với một chiếc xe này thì anh chị em về chỉ vừa dùng thôi, chẳng phải làm gì cả. Đấy. Chủ xe đã độ hết lên đồ chơi đầy đủ thêm rồi. Camera 360 độ đầy rồi. Cảm biến áp suất lốp, rắn kính, trải sàn 3D rồi. Phía trước độ thêm cả cái phần mặt ca lăng rồi. Và chiếc Mazda 6 bản 2.5 Premium này em đang bán rồi. 785 triệu nhé, 785 triệu, có thương lượng một chút. Bên em vẫn hỗ trợ trả góp cho chiếc xe này lên đến 70% giá trị xe. Có nghĩa là anh em cũng chuẩn bị cho em đến khoảng 250 là sở hữu chiếc xe này rồi. Chiếc xe mang tên tư nhân biển Hà Nội nhé. Anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật những bản tin xe em đăng nhiều chủng loại về xe và cả hàng. Xin cảm ơn và chúc anh chị em một ngày mới sức khỏe dồi dào, thường lộ bình an. Thank you.